Hello. Vâng, điện tử Tám Hoa Chí Linh Hải Dương xin gửi lời chào đến toàn thể các bác và anh em yêu nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Và quay trở lại clip buổi tối ngày hôm nay, bên em tranh thủ là một cái video ngắn giới thiệu đến các bác và anh em nội thất của một cặp súp đơn, súp hơi bát 50. Và trước mặt các bác và anh em đây là một cặp súp Mỹ, được sản xuất tại Mỹ. Cặp súp này có tên là TV và mã sản phẩm là 118 súp. Thì để đỡ mất thời gian của các bác và anh em tháo ra. Đấy, em quay cho các bác và anh em chúng ta thấy cái nội thất của cặp súp TV 118 súp. Đấy, thùng gỗ, bên ngoài là bọc lỉ nhá. Thực ra cặp súp này là mới vừa về tối hôm qua. Em cũng chưa vệ sinh sạch sẽ. Em mới chỉ vệ sinh qua thôi. Và đây là cái căng của nó này. Đấy. TV nhá. Căng lưới của nó này là lưới này là lưới lưới bằng cước các bác nhá, lưới bằng cước. Ở bên dưới này có một cái logo BV kép. Đấy. Lưới cước. Thì cũng báo cáo với các bác và toàn thể anh em là cặp này bên em vừa về tối qua thì một chiếc thì còn nguyên y căng, còn một chiếc thì nó mất căng các bác nhá. Thì bác nào anh em nào có nhu cầu sử dụng một quả súp hơi bãi Mỹ TV 118 súp bát 50 bát đơn sở hữu từ 220 cu 100, em bao zin tuyệt đối, bao chất cho anh em. Đấy, bao zin bao chất cho anh em. Quả không còn căng thì em chào bán với giá 6 triệu đồng. Còn quả còn căng thì em bán chào bán với giá 8 triệu đồng các bác nhé. Vâng, 8 triệu đồng cho một quả súp hơi bãi xịn sản xuất tại Mỹ, TV mã là 118 súp bát 50 bát đơn từ 220 cu 100. Em bao zin bao chất cho anh em nhé. Và đây là cái màng của nó này. Đấy, là cái lón côn này, offer này. Đấy, đều là zin nguyên hết. Gân vải này, gân vải ba sóng nhá. Đấy, em quay xa để cho anh em nhìn là cái cặp này nó rất là chất luôn. Đấy, nó đấy, cái các bác nhìn cái màng này. Đấy, cái màng và cái offer này. Đấy, trông nó như một luôn. Đấy, vâng, quả còn căng là em chào bán với giá 8 triệu nhá. Quả không có căng là em chào bán với giá 6 triệu. Vâng, bác anh em nào có nhu cầu liên hệ cho bên em. Đấy, đây này. Đấy, số của nó này. Đấy, số của nó TV. Đây là TV. Từ 220 côn 100. Cái tem TV của nó các bác nhìn này. Tem TV. Tem TV. Ok, em cam kết là còn zin tuyệt đối nhá, zin tuyệt đối. Ok, em làm một cái clip buổi tối chờ bóng nó hơi bóng đèn nó hơi tối. Vâng, em cam kết là cặp này còn zin. Zin đét luôn. Đấy. Đây này, đấy, cái tem của TV này. Tem của TV nhé. Đấy, thùng vách đẹp xuất sắc luôn. Thùng vách còn vuông hòm sắc cạnh, đẹp xuất sắc, không bị óp méo. Bát thì còn zin tuyệt đối. Cái căng của cái còn nguyên này thì rất là đẹp. Đấy, cho nên là bác nào có nhu cầu liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại là 0974637646 và 0984929265. Địa chỉ bên em tại Thị Tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Và anh em nào có nhu cầu liên hệ cho bên em nhé. Quả không còn căng là 6 triệu đồng, quả còn căng là 8 triệu đồng.
Ok, đến đây em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại.